cho mọi người xem này. Đấy, trắng như tuyết luôn, bộ lông dày cực kỳ nhá. À, xin chào cả nhà, lại là Hùng đây. Thì hôm nay Hùng có đàn Samoy mới về á, thì để lên hình cho mọi người xem nhá. Thì đàn Samoy này thì đã được hơn 2 tháng tuổi rồi, tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine, sổ giun định kỳ là 3 lần rồi. Đấy, ba mẹ nào mà muốn đón một bé Samoy trắng như tuyết như này về chơi chơi Tết luôn nhá, đấy thì cứ liên hệ với Hùng. Đấy, ở đây thì đàn này thì có 4 bé cái với một hai bé đực. Đấy, thì ba mẹ nào thích đực thích cái gì cũng có hết á. Thì những cái bé này thì bên Hùng sẽ bảo hành cho ba mẹ là 7 ngày hai bệnh cre bạc vô nhá. Đấy, đây em quay lại đây cho gần cho mọi người xem này. Đấy, trắng như tuyết luôn, bộ lông dày cực kỳ nhá. Đấy, thấy chưa, cực kỳ xinh luôn. Đấy, ba mẹ nào mà muốn đón một bé thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại Hùng để bên dưới nhá. Cứ có thể để số điện thoại lại, hoặc là liên hệ trực tiếp, gọi trực tiếp, hoặc là nhắn tin kết bạn Zalo, Hùng sẽ trả lời và tư vấn cho mọi người nhá. Như cái đàn Samoy này thì Hùng đang để cá rẻ thôi, thì nó sẽ rơi bé bé rẻ nhất là từ 7 triệu nhá mọi người nhá. Đấy, ba mẹ nào mà muốn đón một bé thì cứ liên hệ trực tiếp với Hùng. Đấy, em quay lại gần cho ba mẹ xem cái đàn này một lần nữa này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn, bộ lông trắng như tuyết luôn nhá, Samoy cực kỳ đẹp. Đấy, bên Hùng thì có vận chuyển toàn quốc, thì ba mẹ nào ở xa thì Hùng có thể vận chuyển bằng đường xe khách. Thì những cái xe khách ở toàn quốc thì Hùng có quen cả, thì trên đường đi thì người ta sẽ chăm sóc dùm cho, cho nên là về khoản sức khỏe là yên tâm, không sao nhé. Khi mà cún về đến tay khách hàng thì mới phải thanh toán tiền, cho nên là ba mẹ đừng có lo nhé. Đấy, quá đẹp, cảm ơn mọi người xem video nhá.